Chào anh chị, rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của công ty Thảo Dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trong video này tôi sẽ chia sẻ một phản hồi tích cực của một anh có sử dụng cây cô đằng để điều trị bệnh động kinh. Và rất vui mừng, anh đã thông báo cho chúng tôi là anh sử dụng trong vòng 1 tháng, bệnh thuyên giảm rất là nhiều, các cơn động kinh bớt rất là nhiều. Và hiện tại thì anh đã dần dần bỏ hẳn thuốc Tây. Và hy vọng rằng đây cũng là các cái kinh nghiệm cũng như là các cái chia sẻ có ích, sẽ giúp ích cho anh chị, nhất là các anh chị đang mắc phải căn bệnh động kinh, có thêm một cơ hội, một lựa chọn để điều trị căn bệnh động kinh an toàn, hiệu quả tại nhà. Mời anh chị cùng theo dõi. Alo, đây không phải đây chị cho em hỏi, đây phải nhà thuốc của Nguyễn Thi chị? Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Em tên Quách. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, em có mà chị có em có đặt mà cây cao đẳng ấy vậy? Dạ vâng ạ. Chị cứ nhớ không? Một ngày gửi đến 450 người một ngày, thực ra mà nhớ thì bây giờ phải vào máy rồi xa thì mới ra địa chỉ thôi, chứ mà nếu dạ. Mà cố nhớ thì bên em không dạ. Nhớ, anh thông cảm nhé. Dạ em, dạ em gọi em có đặt cây cao đẳng đó rồi. Dạ, em vâng. Em ở Cà Mau được không? Dạ. Rồi hiện giờ em muốn đây là gần tháng rồi, gần dạ, tháng vâng. Rồi. Vâng ạ, tình hình như thế nào rồi ạ? Gần tháng này em thấy thuốc đó tốt quá chị. Dạ vâng ạ. À, mà con cái chắc không được, còn lại em muốn chắc còn lại chắc không được tháng rưỡi nữa quá chị. Dạ vâng, tức là như này ạ, bên em ước chừng thì là 1 kg đấy, là lượng gam là mỗi ngày 10-15 gram. Nhưng mà có những người là dạ, sáng đun, đúng rồi, sáng đun một lần nhưng nhạt nước rồi chiều lại đun mới ấy, cho nên là rất là nhanh hết. Thì cứ khoảng chừng 1 kg uống được 1 tháng là vừa. Đấy, mình cứ uống như thế là được. Còn không nhất thiết, buổi sáng mình đun, buổi chiều mình lại đun lại nó lại loãng mất rồi, thì mình lấy đằng mới ra thì nó sẽ tốn thuốc hơn mà. Cái này em nấu một ngày có 15 gram á. Đúng rồi, đúng đúng thế là đúng rồi đấy ạ. Dạ, rồi tới ngày mai em mới bỏ cái cũ, em mới nấu là cái mới nữa. Đúng rồi, như thế làm thế là vậy là đúng rồi. Nhưng mà ý là mình cứ thường 1 kg uống khoảng 1 tháng, còn nó tháng rưỡi thì nó sẽ bị thiếu một chút. Thôi kệ đi, miễn sao hết bệnh rồi. Dạ vâng, cố gắng, cái này dùng tốt mà, cái này phải chuẩn nhá. Cô đằng này nó có rất nhiều loại, cô đằng của bên Nguyễn Thi thì là của hàng Việt Nam, ở lại nhiều móc ấy thì uống nó mới hiệu quả. Còn nếu mà những cái hàng kia là hàng trôi nổi, hàng của Trung Quốc thì uống nó không có hiệu quả đâu ạ. Dạ, chị cho em hỏi chứ có loại mà loại cây nó móc đi, cái móc nó y chang vậy mà nó dài hơn, cây đó cây gì chị biết không? Ừ, không, cái này chỉ biết hàng của bên công ty thôi, còn những cái khác nó tựa như thế thì chắc không phải là cô đằng đâu ạ. Rồi, uống cái này uống cả khoảng bao lâu mình mới nghỉ? À, nếu mình có bệnh ấy, thì mình cứ theo dõi cơ thể mình, khi nó ổn định, có những người uống rồi vài tháng, có người nhanh thì vài tháng, không thì có những người uống rồi 4-6 tháng cũng có. Người ta uống, người ta cảm thấy người ta tiến triển, không phải phụ thuộc thuốc Tây nữa thì người ta duy trì mà nhé. Em thấy uống cái này cả tháng ngày, em thấy tình hình nó tốt á. Không vâng, sao chứ, thấy con người thấy nó khỏe. Thấy khỏe hơn đúng không? Đấy, thì em cứ duy trì đấy là mình lại hợp, mình còn nhanh hơn người ta thôi em nhé. Chứ mỗi lần em nghỉ uống thuốc Tây là nghỉ uống cả khoảng chừng 5-6 ngày là nó cơn giật nó nổi lên à. Đấy, thế chứng tỏ đấy, em hợp cái thuốc này đấy em nhé. Thì mình cố gắng kiên trì giúp chị nhé. Thì mai chị gửi cho 1 cân nhé. Dạ. Số điện thoại này của em đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, rồi để chị gửi cho 1 kg. Thì có gì nhận được thì báo lại cho chị nhé. Sau 1 tuần đi đến đấy. Dạ. Thế xong rồi có gì có tư vấn hay điện lại thì nhân viên bên chị sẽ... Chị gửi cho em y như đồng hồ nó là gì đi. Dạ, rồi ạ. Rồi. Rồi, chào em. Em ở Cà Mau nha. Rồi, cứ theo số điện thoại này là đặt được đúng không? Rồi, ở sẵn Quân á. Rồi, cái số điện thoại này là trên đặt hàng rồi mà đúng không? Đúng rồi, số điện thoại em đang điện lên. Thế là được rồi em ạ, có số là được rồi, nếu cần thông tin gì thì để điện lại sau nhé. Dạ. Rồi, chào em. Cô đằng còn có tên điêu cô đằng, điêu đằng là thân cây cành non mang gai móc câu phơi khô của cây cô đằng thuộc họ cà phê. Cô đằng chứa các alkaloid có tác dụng trấn kinh, giãn mạch, hạ huyết áp. Theo đông y, cô đằng vị ngọt,
tính hàn, vào kinh can và tâm bào, có tác dụng thanh nhiệt, bình can tức phong, chỉ kinh, dùng cho người sốt cao co giật, sốt nóng đau đầu, u tai, hoa mắt chóng mặt, đau mắt đỏ thiên đầu thống, đau đầu, đau nhức trong hốc mắt do tăng nhãn áp, glaucom, tăng huyết áp, viêm gan cấp tính, vân vân. Liều dùng từ 12 đến 24 gram, không sắt hãm lâu. Như vậy là vừa rồi anh chị vừa nghe một bệnh nhân có sử dụng cây câu đằng để điều trị bệnh động kinh của đơn vị chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng vừa chia sẻ tới anh chị cây câu đằng là gì, cách dùng ra sao. Hy vọng rằng đây là những cái kiến thức bổ ích, giúp ích cho các cái bệnh nhân mắc bệnh động kinh có thêm một cơ hội, một lựa chọn điều trị bệnh mới, an toàn, hiệu quả và chi phí điều trị rất là rẻ. Và nếu anh chị có quan tâm đến vị cây thuốc cây câu đằng hoặc có nhu cầu sử dụng cây câu đằng thì có thể liên hệ với công ty thảo dược số 1 chúng tôi, Lam Dược Nguyễn Thi, qua số điện thoại 0982 957 282 hoặc số tổng đài 1900 98 9801. Tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.